Đức Thánh Cha tiếp các phái đoàn tặng hang đá và cây thông Giáng sinh. Sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn từ Slovenia, nước đã tặng cây thông Giáng sinh, và phái đoàn từ giáo phận Teramo Patri, nơi đã tặng hang đá với các nhân vật bằng gốm sứ, được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Phái đoàn của Slovenia do Bộ trưởng Ngoại vụ hướng dẫn với sự đồng hành của Đức Hồng Y Sude, Tổng giám mục Maribor và các bộ trưởng khác, các đại sứ và các nhân vật quan trọng. Trong khi phái đoàn của giáo phận Teramo Atri gồm có Đức Cha Lorenzo Leggi và nhiều vị trong chính quyền dân sự. Dấu chỉ hy vọng. Trong lời chào hai phái đoàn, Đức Thánh Cha nhận định, chưa bao giờ như năm nay, cây thông Giáng sinh và hang đá là một dấu hiệu hy vọng cho người Roma và cho các khách hành hương sẽ có cơ hội đến và chiêm ngưỡng chúng. Nhỏ bé, nghèo khó, khiêm nhường, Đức Thánh Cha nói tiếp, cây thông và hang đá Giáng sinh giúp tạo nên bầu không khí Giáng sinh thuận lợi để sống mầu nhiệm Chúa Cứu Thế bằng đức tin. Đức Thánh Cha giải thích rằng, nơi hang đá, mọi sự nói lên sự nghèo khó tốt lành, sự nghèo khó của tin mừng, và chúng ta bị thu hút bởi sự khiêm nhường hòa bình của các nhân vật, từ mẹ Maria lắng nghe và ghi nhớ lời Chúa trong lòng, đến Thánh Giuse tìm nơi cho Chúa chào đời và các mục đồng tỉnh thức, và sau khi nghe lời các thiên thần loan báo, họ vội vã tìm đấng cứu thế mới Giáng sinh. Đức Thánh Cha nhận định, lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu là bình an, niềm vui, sức mạnh và sự an ủi của chúng ta. Nhưng để đón nhận những món quà ân sủng này, chúng ta cần cảm thấy mình nhỏ bé, nghèo nàn và khiêm nhường như các nhân vật trong hang đá. Cũng trong dịp lễ Giáng sinh này, giữa những đau khổ của đại dịch, Chúa Giêsu nhỏ bé và bơ vơ là dấu chỉ mà Thiên Chúa ban tặng cho thế giới, một dấu chỉ tuyệt vời như tôi đã viết trong tông thư về hang đá mà tôi đã ký tại Grecio cách đây một năm, sẽ rất tốt nếu chúng ta đọc lại nó trong những ngày này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người hiện diện cũng như những người không hiện diện, cả những người giúp vào việc chuyên chở và dựng cây thông và hang đá ở quảng trường. Ngài cầu chúc họ một lễ Giáng sinh tràn đầy hy vọng và xin họ chuyển lời cầu chúc của Ngài đến gia đình và người dân của họ.